Phước là gì? Con thường nghe các sư và các cận sự nam nữ hay kêu gọi hãy tạo phước, và phước được thể hiện cho thấy như thế nào để đó gọi là phước? Cái phước á, tức là cái thiện nghiệp. Chúng ta gọi cái thiện nghiệp là cái phước. Chúng ta có hai loại nghiệp là thiện nghiệp và ác nghiệp. Khi chúng ta làm các điều thiện, chúng ta tạo ra các thiện nghiệp, và chúng ta làm các điều ác, chúng ta gọi đó là các ác nghiệp. Do chúng ta tạo các điều thiện, có được thiện nghiệp, thì khi cái quả đó trổ cho chúng ta hạnh phúc và an vui. Ví dụ như khi chúng ta có bố thí, thì cái thiện nghiệp bố thí đó sẽ cho quả báo giàu sang. Khi chúng ta có thiện nghiệp cung kính, thì quả báo của thiện nghiệp cung kính đó sẽ cho kết quả chúng ta là người có địa vị trong thiên hạ. Khi chúng ta thí dụ như rải tâm từ chẳng hạn, thì đó, chúng ta sẽ tạo nên cái thiện nghiệp cho quả báo chúng ta được phi nhân, loài người và chư thiên yêu mến, có giấc ngủ ngon, không có kẻ thù, được bảo hộ, vân vân. Thì những cái thiện nghiệp đó người ta gọi là phước ha.